Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác cái dòng loa của Onkyo. Con này thì nó là con Onkyo V20XM các bác. Vâng, V20XM. Đấy. Dòng này thì cái chất của nó thì nó sẽ chuyên về phần trợ lời các bác nhé. Nó sẽ chuyên về nhạc trợ lời. Đấy, để bác nào mà thích cái dòng nhạc trợ lời thì có thể alo cho em. Đấy thì các bác ví dụ như là có những con loa như thế này này, hay là loa như bộ dàn này này. Đấy, có những như những cái bộ dàn ở đây. Đấy. Mà nó thiếu cái phần tép hay là phần trung âm ấy thì các bác cứ bách ngay cho em con này về các bác nhé. Các bác cứ mua cho em ngay con này về. Các bác sẽ có một cái dòng trợ lời cực kỳ hay luôn, tiếng rất là chi tiết. Bởi vì Onkyo là cái phần tép của họ nó sáng lắm các bác, tiếng cực kỳ sáng luôn. V20X công suất của nó là 40W một chiếc các bác nhé, 40W một chiếc này. Đấy. Các bác biết tại sao mà em lại bảo là cái dòng này nó lại hay không ạ? Bởi vì như này, cái loa này nó là loa vệ tinh của một bộ dàn 5.1. Mà loa vệ tinh thì nó sẽ thiên về lời các bác nhé. Loa vệ tinh thì nó sẽ thiên về lời. Đấy. Nó sẽ chuyên về về cái phần lời các bác, phần tiếng ấy. Đấy. Để làm sao để khi mà người nghe, người ta phải nghe rõ được cái tiếng của diễn viên, của ca sĩ. Đấy. Vì loa trả lời mà, nó phải rõ được cái tiếng phim. Đấy. Thế nên là tại vì sao mà những bác khách nhà em rất thích cái dòng loa như thế này để làm trả lời. Bởi vì nó sẽ chuyên về phần lời rồi. Nó lên tiếng rất là hay và tiếng rất là chi tiết. Đó. À, những cái con này nó là cái con mà được rất là nhiều các bác săn đón. Đấy, mà nó lại không bao giờ có lẻ các bác nhá. Đấy, thỉnh thoảng ví dụ như là nó về lẻ thì mới có thôi. Còn bản thân của nó sẽ là thuộc dàn 5.1 và không ai người ta phá lẻ ra người ta bán cho các bác cả. Trừ khi là một bộ dàn nào đó nó có trục trặc. Đấy, nó có trục trặc ví dụ như là máy nó không lên, nó cái trầm nó bị hỏng thì loa người ta mới tách lẻ người ta bán cho các bác. Đấy. Và anh em cũng may mắn là về được một cặp ở đây, cũng lâu lắm rồi mới lại có. Đấy, chứ không phải lúc nào cũng có. Thì bác nào mà có chốt thì alo cho em nhá. Giá thì 480k một chiếc các bác nhá. 480.000 một chiếc. Thôi để các bác 450.000 một chiếc nhá. Đấy, 450.000 một chiếc như thế này. Đấy, hai chiếc thì là 900. Đấy, bác nào lấy thì alo em nhé. Loa chuyên trợ lời các bác nhé. Kích thước cực kỳ gọn gàng luôn. Đây, để em đo cho các bác. Đây. Chiều cao của nó này là 17 này. Rộng là 10 này. Và sâu là 12. Đấy. Thì đấy là về kích thước của nó các bác nhé. Giá thì là 480.000 một chiếc các bác nhé. Một chiếc. Đấy. Bác nào lấy thì alo em. Xin chào các bác.